Minh Đức Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đức Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đức Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bất ngờ ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đức Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đức Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy Tử Vi tìm ra 5 ngày vàng hốt bạc trong tháng 10 âm lịch 2024. Giúp tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, số hưởng lộc trời, gặp thời phất mạnh, tiền vàng ùn ùn kéo về, trở mình giàu có nhất họ. Thứ nhất, con cái thuận hòa. Thứ nhì, có một ngôi nhà ấm êm. Thứ ba, sức khỏe vững bền. Thứ tư, không nợ ngày đêm yên bình. Cuộc đời có lúc nhục lúc vinh, miễn sao mình thấy lòng mình thảnh thơi. Mỗi người chỉ một cuộc đời, bằng lòng với những gì trời cho ta. Hạnh phúc là ở mỗi nhà, tích nhiều công đức là ta đã giàu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, sống ở đời ai cũng hiểu sao giá trị của tiền tài là quan trọng. Nó chi phối hầu hết như tất cả mọi mặt của cuộc sống, giữa người với người cũng là anh chị em ruột đó thôi, nhưng người thì nghèo rớt mồng tơi, kẻ thì giàu sang của cái không biết cất đâu cho hết. Là con cái do cha mẹ sinh ra nuôi nên người đó, nhưng vì miếng đất, căn nhà mà nhiều người cũng sẵn sàng chửi mắng, đánh đập, thậm chí là đuổi cha mẹ mình ra đường, hòng chiếm đoạt lấy tài sản. Nói đến đây thì chợt xác nhận ra lời tiên tri chính xác gây chấn động giới tử vi học về cuộc đời của người tuổi Kỷ Dậu 1969, đúng trong tháng 10 âm lịch, với nhiều thông tin hết sức bất ngờ, nhưng có ảnh hưởng rất lớn tới số mệnh của người tuổi này. Nếu biết trước thì chắc chắn sẽ giàu sang, sung sướng, công danh thành toại, tiền về ngập két, cả đời an nhàn hưởng phúc trời ban. Nhưng nếu như lỡ duyên nhà trời thì cuộc sống sẽ lắm gian truân, vất vả, về già cũng khó gia bề yên thất, mất mát tứ bề nhiều phía. Vậy lời tiên tri chính xác đó là gì? Cuộc đời người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 10 âm lịch này cụ thể sẽ ra sao? Trong video ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay nhé. Quý khán giả thân mến, bước vào tháng 10 âm lịch 2024, thời điểm này hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm phong phú và đáng nhớ cho những người tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Sự tương tác giữa thiên can Ất và địa chi Hợi không chỉ tạo ra những cơ hội mới mà còn thúc đẩy bản mệnh phát triển toàn diện trong cả con đường công danh, sự nghiệp, tài chính, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Hãy cùng khám phá những khía cạnh nổi bật trong tháng 10 âm lịch này. Thiên can Ất thuộc hành mộc, thể hiện sự sinh sôi, phát triển và sáng tạo, một đại diện cho sức sống mãnh liệt, sức mạnh của thiên nhiên và sự đổi mới. Những người thuộc tuổi Kỷ Dậu sẽ được hưởng lợi từ năng lượng này trong suốt tháng 10 âm lịch. Sự hiện diện của thiên can Ất thúc đẩy bản mệnh không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng để khám phá những lĩnh vực chưa từng thử sức. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thử nghiệm những ý tưởng mới và phát triển kỹ năng cá nhân. Địa chi Hợi biểu trưng cho sự thịnh vượng và cảm xúc dồi dào, mang đến sự hài hòa trong các mối quan hệ xã hội. Địa chi Hợi cũng gợi ý về sự hỗ trợ từ những người xung quanh, tạo cơ hội cho những mối kết nối đáng giá. Sự giao hòa giữa thiên can Ất và địa chi Hợi sẽ mang đến những tín hiệu tích cực trong các mối quan hệ. Bạn sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người và những người xung quanh sẽ có xu hướng hướng về bạn nhiều hơn. Đây là thời điểm để xây dựng và củng cố các mối quan hệ từ bạn bè đến đối tác. Trong công việc, hãy tận dụng sự hỗ trợ này để đạt được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống. Về phương diện tài lộc, tháng 10 âm lịch hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội cho những người tuổi Kỷ Dậu. Sự tương sinh giữa thiên can Ất và địa chi Hợi tạo ra những tín hiệu tích cực trong tài chính,
giúp bạn mở rộng đầu tư và thu hút nguồn tài nguyên. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, không phải tất cả các cơ hội đều có thể mang lại lợi nhuận ngay lập tức, sẽ có những dự án cần sự đầu tư dài hạn và không thể mang lại kết quả ngay lập tức. Do đó, bản mệnh cần cẩn trọng và không nên vội vàng đưa ra quyết định. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng và chỉ đầu tư vào những lĩnh vực bạn đã nghiên cứu cẩn thận. Bên cạnh đó, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng hợp tác, phát triển mạng lưới và xây dựng mối quan hệ với các đối tác tiềm năng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tạo dựng niềm tin và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Dù tháng 10 âm lịch mang đến nhiều cơ hội và thách thức, bạn cũng cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân. Thiên can Ất tạo ra năng lượng tích cực, nhưng cũng có thể dẫn đến việc bạn quá hăng say với công việc, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất hãy lập kế hoạch cho những hoạt động thể chất đều đặn. Việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và thư giãn sẽ giúp bạn giữ gìn năng lượng và sức khỏe. Ngoài ra, hãy dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như yoga hoặc thiền để tâm trí luôn được thoải mái. Tháng 10 âm lịch cũng sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho đời sống tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu. Địa chi Hợi không chỉ đại diện cho sự thịnh vượng mà còn gợi mở về những trải nghiệm tình cảm sâu sắc và chân thành. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, đây là thời điểm lý tưởng để cả hai cùng nhau chia sẻ và giải quyết những vấn đề tồn đọng, tạo nên một sự gắn bó vững chắc hơn. Nếu bạn còn độc thân, hãy mở lòng và sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới. Những cơ hội tình cảm sẽ đến với bạn qua các cuộc gặp gỡ xã hội hoặc thông qua bạn bè. Sự cởi mở và chân thành sẽ thu hút người khác đến gần bạn hơn. Hãy tin vào cảm xúc của mình và đừng ngần ngại thể hiện nó. Tháng 10 âm lịch là một giai đoạn đầy triển vọng cho tuổi Kỷ Dậu. Nhờ vào sự ảnh hưởng tích cực của thiên can Ất và địa chi Hợi, bạn sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, củng cố mối quan hệ xã hội và tài chính. Đồng thời cần chú ý đến sức khỏe để đảm bảo một thời điểm đầy thành công và hạnh phúc. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch mang đến một bức tranh đầy sắc màu cho người tuổi Kỷ Dậu. Tuy nhiên cũng như một bức tranh vẽ, bạn sẽ cần có sự quyết tâm và sự chỉnh chu trong việc sắp xếp các sắc thái của cuộc sống. Tử vi cho thấy, bạn có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi một loạt các mục tiêu và mong muốn nhảy múa trong tâm trí, khiến bạn khó khăn trong việc tập trung. Thời điểm này, việc ghi lại những ước mơ và kế hoạch sẽ rất cần thiết. Hãy để bút viết ra những điều bạn muốn đạt được và mạnh dạn gạch bỏ những gì không thực tế, những điều chỉ làm tốn thời gian và năng lượng của bạn. Đừng quên rằng, thời gian và năng lượng của mỗi người là có hạn. Do đó, chỉ nên tập trung vào một vài điều thật sự quan trọng trong mỗi thời điểm. Điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và tránh cảm giác kiệt sức. Nguyệt lệnh lâm quang cho thấy rằng, bạn có thể cảm thấy cô đơn trong chuyện tình cảm, giống như một chiếc bóng lặng lẽ trôi giữa dòng đời. Sự thiếu quan tâm từ những người xung quanh khiến bạn đôi khi rơi vào tâm trạng buồn tủi, tự mình đối diện với những khó khăn mà không có ai bên cạnh. Đó chính là lúc bạn cần tìm kiếm sự đồng cảm và mở lòng hơn với những người yêu thương bạn. Dù cuộc sống có đưa ra nhiều thử thách, đừng để sự nản lòng đánh gục bạn. Mỗi lần bạn bắt đầu một điều gì đó mới, niềm hy vọng dâng trào nhưng lại dễ dàng bị dập tắt khi gặp phải trở ngại. Hãy nhớ rằng, thất bại chỉ là tạm thời và chỉ có những ai dám đối diện với khó khăn mới có thể viết nên câu chuyện thành công cho riêng mình. Dưới sự ảnh hưởng của dịch mã, thời điểm này là thời điểm lý tưởng để bạn di chuyển và khám phá những cơ hội mới. Dù có phải bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng. Đôi khi, sự vất vả và những chuyến đi xa xôi lại mang đến cho bạn những phần thưởng bất ngờ, giúp bạn đạt được những điều mà trước đây bạn chỉ dám mơ ước. Ngũ hành tương sinh là một điểm sáng trong bức tranh tổng thể của thời điểm này. Sự kết nối, hợp tác với những người xung quanh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn là người tài năng, năng động và được mọi người yêu mến, hãy ghi nhớ rằng bạn có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu nếu biết trân trọng sự tin tưởng mà người khác dành cho mình. Đừng làm họ thất vọng, vì đó chính là nguồn động lực lớn nhất để bạn tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho người tuổi Kỷ Dậu.
Tử Vi cho thấy bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp. Đây không chỉ là những cuộc gặp gỡ thông thường, mà là những cơ hội quý báu để bạn xây dựng và củng cố các mối quan hệ có giá trị. Hãy dành chút thời gian và công sức để hỗ trợ họ trong các dự án lớn. Chính những trải nghiệm này sẽ là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Đối với những ai đang khởi nghiệp, thời điểm này có thể mang đến một số thử thách không nhỏ. Bạn có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và đôi khi mất đi niềm tin vào bản thân khi các mục tiêu không đạt được như mong muốn. Nhưng hãy nhớ rằng, mọi hành trình đều cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Việc thành công ngay từ đầu không phải lúc nào cũng là điều khả thi. Hãy kiên nhẫn và dũng cảm đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, vì mỗi khó khăn đều mang đến bài học quý giá cho bạn. Tỷ kiên xuất hiện trong thời điểm này như một lời nhắc nhở bạn rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới chính là chìa khóa để bạn vượt qua thử thách khi gặp phải khó khăn. Hãy bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và tìm ra giải pháp. Đừng quên ghi nhớ những gì bạn đã học được từ mỗi tình huống, bởi chúng sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong tương lai. Ngoài ra, một điều quan trọng không kém là cách bạn đối xử với đồng nghiệp. Nếu có một lỗi nhỏ nào đó từ họ, đừng vì thế mà chỉ trích hay nhắc đi nhắc lại. Bạn cũng từng phạm phải những sai lầm tương tự và đã được người khác tha thứ. Hãy sống bao dung và thấu hiểu, tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh. Như vậy, không chỉ bạn mà cả mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc cùng nhau. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch sẽ là khoảng thời gian đầy hứa hẹn, mở ra nhiều cơ hội mới cho bạn. Hãy nắm bắt những cơ hội này. Với sự tự tin và lòng kiên trì, với sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể biến những thách thức thành bàn đạp cho sự thành công trong sự nghiệp của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, tài vận của tuổi Kỷ Dậu có những tín hiệu tích cực, nhưng đằng sau những đồng tiền bạn kiếm được chính là sự vất vả và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những thành quả này không chỉ đơn thuần là may mắn, mà là minh chứng cho những giờ làm việc chăm chỉ và sự cống hiến hết mình. Hãy ghi nhớ rằng, mỗi đồng tiền bạn kiếm ra đều mang trong mình giá trị, vì vậy, hãy trân trọng và gìn giữ chúng thật cẩn thận. Thế nhưng trong thời gian này, bạn cũng cần đặc biệt cảnh giác với những cơ hội đầu tư ma đầy mạo hiểm. Có thể bạn sẽ bị cuốn hút bởi những lời mời chào hấp dẫn với lợi nhuận cao mà những dự án này hứa hẹn. Tuy nhiên, đừng để sự tò mò hay lòng tham lấn át lý trí. Nếu bạn muốn tìm hiểu, hãy làm điều đó với cái đầu lạnh và một trái tim sáng suốt. Hãy nhớ rằng, không có điều gì dễ dàng mà lại không có cái giá của nó. Ngoài ra, việc điều chỉnh kế hoạch chi tiêu và quản lý tài chính là vô cùng cần thiết. Có thể bạn đã dành quá nhiều cho những nhu cầu không thật sự cấp thiết, như quần áo mới hay mỹ phẩm, đã đến lúc cần phải cân nhắc lại. Hãy đặt ra các mục tiêu tài chính rõ ràng và thực tế để tránh việc dung tay quá tráng. Hãy tìm kiếm niềm vui trong việc tích lũy và gia tăng tài sản của mình. Đó là cách giúp bạn tập trung vào những điều có ý nghĩa và tránh xa đà vào những thói quen tiêu cực như mua sắm không cần thiết hay bàn tán về người khác. Khi bạn quá bận rộn với công việc và các kế hoạch đầu tư, những thói quen xấu này sẽ ít có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Cuối cùng, hãy nhìn vào bức tranh lớn hơn. Tài lộc không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà còn là cách bạn quản lý nó, phát triển nó và sử dụng nó để phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và dũng cảm, bước đi trên con đường tài chính của riêng bạn, bạn sẽ thấy được những kết quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu sẽ chịu tác động không nhỏ. Tình hình thời tiết mùa này có thể gây ra những khó khăn cho bạn, đặc biệt là liên quan đến đường hô hấp. Khí hậu hanh khô cùng với ô nhiễm không khí có thể khiến bạn dễ mắc phải các bệnh như cảm cúm hay viêm đường hô hấp. Vì vậy, việc bảo vệ bản thân là điều hết sức cần thiết. Hãy tạo thói quen đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, không chỉ giúp bạn bảo vệ đường hô hấp mà còn tránh được khói bụi và vi khuẩn độc hại. Hơn nữa, làn da của bạn cũng cần được chăm sóc kỹ lưỡng trong thời điểm này. Hãy sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cho làn da, giúp nó duy trì sự mềm mại và sức sống. Bạn nên nhớ rằng, khi cơ thể khỏe mạnh, làn da sẽ tự nhiên rạng rỡ và tỏa sáng. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân từ bên ngoài, đừng quên tạo cho mình những khoảnh khắc thư giãn để tái tạo năng lượng. Thời gian này chính là cơ hội tuyệt vời để bạn tham gia vào những hoạt động thể chất nhẹ nhàng như yoga hay đạp xe.
không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mang lại sự cân bằng cho tâm trí. Những buổi tập yoga không chỉ giúp bạn tăng cường sức đề kháng mà còn giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Hãy tận dụng khoảng thời gian chậm lại này để kết nối với bản thân. Một buổi sáng thư giãn với tách trà nóng hoặc một buổi chiều lang thang trong công viên sẽ giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn, xoa dịu những căng thẳng thường ngày. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình như cách bạn chăm sóc những người bạn yêu thương nhất, bởi một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Nhớ rằng, sức khỏe không chỉ là việc không mắc bệnh, mà còn là cách bạn sống và chăm sóc bản thân mỗi ngày. Hãy tạo cho mình một lối sống lành mạnh, cân bằng và tràn đầy năng lượng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch, bức tranh tình duyên của người tuổi Kỷ Dậu có thể nói là khá ổn định, nhưng lại mang theo chút cảm giác cứng nhắc và tĩnh lặng. Cuộc sống lứa đôi như một chiếc cầu được xây dựng vững chãi, nhưng thiếu đi sự mềm mại và ấm áp. Có lẽ cả hai bạn đều cảm thấy một chút chênh lệch trong tâm hồn, khiến cho mối quan hệ không thể đạt được sự thấu hiểu sâu sắc nhưng mong đợi. Trong những lúc khó khăn, khi nửa kia của bạn cảm thấy lạc lõng giữa những thành viên trong gia đình, bạn hãy trở thành một bến đỗ an toàn cho họ. Hãy lắng nghe họ tâm sự, chia sẻ những điều họ đang suy tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không trở thành người đổ thêm dầu vào lửa. Đôi khi sự thật không như những gì bạn nghĩ, và việc phán xét khi chưa biết rõ ràng mọi chuyện có thể tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc. Dẫu vậy, không phải tất cả đều ảm đạm. Trong thời điểm này, có những cặp đôi đã bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung, xóa bỏ những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống. Những cuộc trò chuyện chân thành, những ánh mắt hiểu nhau sẽ làm cho tình yêu thêm phần rực rỡ. Thậm chí, không ít cặp đôi sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ, có thể là sự xuất hiện của một thành viên mới trong gia đình. Điều này không chỉ là một tin mừng mà còn là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn đang dần nảy nở và trưởng thành. Hãy cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù cuộc sống có bộn bề, nhưng một bữa tối lãng mạn hay một buổi đi dạo tay trong tay có thể làm cho tình yêu của bạn trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình yêu không chỉ là những gì bạn nói mà còn là những gì bạn làm và cảm nhận. Hãy để trái tim mình mở rộng, để tình yêu có cơ hội thăng hoa và để bạn cùng nửa kia vượt qua mọi thử thách cùng nhau. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch, hát của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Trong 7 ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho những người tuổi Kỷ Dậu một khởi đầu đầy hứa hẹn và những trải nghiệm thú vị, với vận khí dồi dào. Bạn sẽ cảm nhận rõ ràng rằng những cơ hội mới đang lần lượt mở ra trước mắt mình, như những cánh cửa dẫn đến những chân trời mới mẻ và đầy tiềm năng. Ngay từ những ngày đầu tháng, bạn sẽ có cơ hội giao lưu và gặp gỡ những người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của mình. Đây không chỉ là dịp để bạn mở rộng mối quan hệ, mà còn là cơ hội để học hỏi từ những người đi trước, những người có thể định hướng cho bạn trong những bước đi tiếp theo. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội này để biến chúng thành bước đệm cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá này, bạn cần phải giữ vững sự tập trung vào công việc, đừng để những yếu tố bên ngoài làm bạn sao nhãng. Đặc biệt là trong những thời điểm quan trọng, cấp trên sẽ không ngần ngại ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà bạn đạt được. Nếu bạn thể hiện sự chăm chỉ và cống hiến hết mình, hãy can đảm đón nhận những thử thách mới, bởi đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định vị thế của mình trong tập thể. Về phương diện tài chính, tuần này mang đến cho bạn nhiều tín hiệu khả quan. Những nỗ lực của bạn trong quá khứ có thể được đền đáp xứng đáng. Khi bạn nhận được khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ những dự án đầu tư trước đó, hãy ghi nhớ rằng mỗi đồng tiền bạn kiếm được đều có giá trị. Không chỉ về mặt vật chất mà còn về sự nỗ lực và công sức bạn đã bỏ ra. Đừng quên trân trọng những gì mình có và lên kế hoạch cho việc sử dụng tài chính một cách thông minh. Hãy đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong tương lai hoặc đơn giản là tiết kiệm để chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn sau này. Trong tuần này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Mùi và tuổi Hợi.
những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và mang lại những lời khuyên quý báu. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là những người tuổi Thìn và tuổi Dậu. Họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong tuần này là xanh da trời và màu trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và may mắn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn là 34, 22, 89 và 01 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Khi bước vào tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, những người tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm nhận rõ ràng rằng cuộc sống không chỉ có màu hồng. Thay vào đó, bạn sẽ phải đối mặt với một số thử thách đáng kể trong công việc. Có thể có sự cạnh tranh gay gắt từ đồng nghiệp. Vào lúc này, khả năng của bạn sẽ được kiểm chứng. Đây là thời điểm mà bạn không nên ngần ngại bộc lộ tài năng của mình. Sự chú ý từ mọi người xung quanh có thể giúp bạn khẳng định vị trí của mình. Trong môi trường làm việc, hãy nhớ rằng thành công không chỉ đến từ việc bạn hoàn thành nhiệm vụ, mà còn từ cách bạn thể hiện bản thân. Hãy tự tin vào những gì bạn đã học hỏi và đạt được. Đừng quên rằng, sự cạnh tranh đôi khi cũng có thể mang lại những cơ hội mới. Hãy tận dụng những khó khăn này để phát triển bản thân và tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề khó khăn. Tình hình tài chính trong tuần này có vẻ ổn định nhưng chưa có sự đột phá. Bạn nên xem xét lại các khoản chi tiêu để tránh lãng phí và giữ cho ngân sách của mình luôn trong tình trạng khỏe mạnh. Đây không phải là thời điểm để mạo hiểm đầu tư vào những lĩnh vực chưa chắc chắn. Vì vậy, hãy kiên nhẫn và chờ đợi những cơ hội rõ ràng hơn. Hãy ghi nhớ rằng, sự bình tĩnh và sáng suốt trong quyết định tài chính sẽ giúp bạn đạt được thành công lâu dài. Một mẹo nhỏ cho bạn là hãy lập danh sách chi tiêu và so sánh với thu nhập hàng tháng của mình. Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về tài chính cá nhân, từ đó dễ dàng điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho phù hợp. Về mặt tình cảm, trong tuần này có thể mang đến những cảm giác căng thẳng giữa các thành viên trong gia đình. Có thể bạn sẽ cảm thấy có sự hiểu lầm hoặc không hài lòng từ phía người thân. Điều này cần được giải quyết một cách khéo léo. Hãy chủ động tìm kiếm sự hòa hợp bằng cách lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của họ. Một cuộc trò chuyện chân thành từ trái tim đến trái tim có thể giúp xoa dịu những bức xúc và đem lại sự đồng thuận trong gia đình. Nhớ rằng, sự chia sẻ và thấu hiểu không chỉ giúp bạn giải quyết mâu thuẫn mà còn tạo ra một mối liên kết vững chắc giữa các thành viên. Hãy dành thời gian để chăm sóc các mối quan hệ của mình, vì tình cảm gia đình là điều quý giá nhất mà bạn có. Trong tuần này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những quý nhân như người tuổi Dần và tuổi Ngọ, những người có thể giúp đỡ bạn trong công việc và cuộc sống cá nhân. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Hợi và tuổi Tý. Họ có thể là những nhân tố gây cản trở cho bạn. Hãy khéo léo trong giao tiếp và xử lý các mối quan hệ xung quanh để không rơi vào bẫy của những điều không mong muốn. Màu sắc may mắn trong tuần này là màu đỏ và màu trắng. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự may mắn mà còn tạo động lực cho bạn trong công việc. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng hàng ngày để thu hút thêm vận khí tốt lành. Các con số may mắn là 15, 36, 48 và 52 có thể mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ trong tuần này. Hãy chú ý đến những con số này. Có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định quan trọng mà bạn cần đưa ra. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 âm lịch. Trong tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm nhận được những tín hiệu tích cực trong công việc như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân sau những ngày mưa gió. Bạn có thể nhận được cơ hội hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng. Những mối quan hệ mới mẻ này không chỉ mở ra nhiều hướng đi mới cho sự nghiệp, mà còn giúp bạn khẳng định được giá trị của bản thân trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Hãy chủ động thể hiện ý tưởng và quan điểm của mình một cách tự tin và sáng tạo. Đừng ngại ngần chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm cá nhân của bạn, bởi đây chính là thời điểm mà những ý tưởng độc đáo sẽ được đánh giá cao. Bạn có khả năng tạo ra những đột phá mới trong công việc và nếu thành công, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn trong tương lai.
về mặt tài chính. Trong tuần này mang đến cho bạn những khoản thu không ngờ từ việc đầu tư hoặc kinh doanh. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy những nỗ lực trước đây của bạn đang bắt đầu mang lại thành quả. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc các kế hoạch lớn hơn cho tương lai, có thể là một dự án đầu tư mới hoặc mở rộng kinh doanh. Hãy tự tin vào khả năng phân tích và dự đoán của mình. Sự liều lĩnh có tính toán sẽ có thể mang lại những lợi ích lớn. Tuy nhiên, hãy luôn ghi nhớ rằng trong đầu tư không có gì là chắc chắn. Đánh giá cẩn thận rủi ro và đừng để lòng tham dẫn dắt quyết định của bạn. Hãy tỉnh táo và kiên nhẫn. Những cơ hội lớn sẽ đến với bạn trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình. Có thể bạn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe nhỏ như cảm cúm hay mệt mỏi do căng thẳng. Hãy chăm sóc bản thân và dành thời gian cho các hoạt động thể chất như đi bộ, tập yoga hoặc tham gia các lớp thể dục. Việc duy trì sức khỏe tốt không chỉ giúp bạn có tinh thần làm việc tốt hơn, mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Bạn đừng quên rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà bạn có. Chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể cống hiến hết mình cho công việc và cuộc sống. Trong tuần này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân, là những người tuổi Tý và tuổi Ngọ. Họ có thể giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc mang đến những cơ hội bất ngờ. Hãy tận dụng những mối quan hệ này để mở rộng thêm tầm nhìn và cải thiện khả năng làm việc nhóm. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Dậu và tuổi Sửu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy khéo léo trong giao tiếp và tránh để những rắc rối không cần thiết ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho tuần này sẽ là màu xanh dương và màu tím. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên mà còn khơi dậy nguồn cảm hứng, sáng tạo trong công việc của bạn. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 22, 29, 41 và 57 sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong tuần này. Hãy chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc thậm chí trong các quyết định công việc. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, tức từ ngày 24 đến hết tháng 10 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu sẽ bước vào một giai đoạn đầy triển vọng và những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn cuối cùng cũng đã được cấp trên ghi nhận và đây chính là lúc để bạn tự hào về những gì mình đã đạt được. Bạn không còn phải giữ kín những thành công của mình, hãy mạnh dạn chia sẻ và thể hiện bản thân. Bởi sự tự tin này sẽ giúp bạn khẳng định vị trí của mình trong tập thể. Sự công nhận từ cấp trên không chỉ mang lại niềm vui mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc. Có thể bạn sẽ được giao phó những dự án quan trọng và điều này sẽ là cơ hội vàng để bạn tỏa sáng. Hãy tận dụng thời điểm này để thể hiện khả năng lãnh đạo và sáng tạo của mình. Những ý tưởng mà bạn từng ấp ủ giờ đây có thể trở thành hiện thực và bạn hoàn toàn có khả năng biến những khó khăn thành những bậc thang đưa bạn lên cao hơn trong sự nghiệp. Về mặt tài chính, trong tuần này sẽ mang đến cho bạn những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Bạn có thể nhận được khoản thưởng xứng đáng từ những nỗ lực trước đó hoặc thu hồi được những khoản nợ đã chờ đợi từ lâu. Đây thực sự là một tin vui giúp bạn cảm thấy an tâm hơn về mặt tài chính. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng khoản tiền này. Việc đầu tư vào những cơ hội hợp lý sẽ giúp bạn gia tăng tài sản và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn trong tương lai. Đừng quên lập một kế hoạch tài chính cho những tháng tiếp theo. Một cái nhìn rõ ràng về mục tiêu tài chính sẽ giúp bạn đạt được những thành tựu lớn hơn. Trong lĩnh vực tình cảm, tuần này sẽ chứng kiến những mối quan hệ trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Bạn và người ấy có thể cùng nhau lên kế hoạch cho một chuyến đi hoặc tham gia vào các hoạt động thú vị, tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy trân trọng những giây phút bên nhau, những cuộc trò chuyện chân thành và những khoảnh khắc vui vẻ sẽ củng cố thêm tình cảm giữa hai bạn. Nếu bạn còn độc thân, đây có thể là thời điểm tốt để mở lòng và tìm kiếm những mối quan hệ mới. Hãy tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể gặp gỡ những người có cùng sở thích và mục tiêu. Hãy duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe trong thời gian này. Việc chăm sóc bản thân không chỉ giúp bạn giữ được năng lượng tích cực, mà còn tạo ra sức đề kháng tốt cho cơ thể. Hãy dành thời gian để tham gia vào các hoạt động thể chất như tập thể dục, yoga hoặc đơn giản là đi bộ. Những hoạt động này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng cho những ngày tiếp theo. Ngoài ra, hãy chú ý đến chế độ ăn uống của mình.
Việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý sẽ góp phần nâng cao sức khỏe và tinh thần của bạn. Trong tuần này, bạn sẽ có sự hỗ trợ từ quý nhân là những người tuổi Hợi và tuổi Tý. Họ sẽ giúp bạn trong những quyết định quan trọng hoặc cung cấp những thông tin hữu ích để bạn có thể tiến xa hơn trong công việc. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ từ họ khi cần thiết. Ngược lại, cần cẩn thận với những tiểu nhân, đặc biệt là người thuộc tuổi Mão và tuổi Dậu. Họ có thể có những ý đồ không tốt và làm bạn mất tập trung. Hãy giữ thái độ bình tĩnh và tập trung vào những điều tích cực. Đừng để những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của bạn. Màu sắc may mắn cho tuần này sẽ là màu cam và màu nâu. Những màu sắc này không chỉ mang lại sự ấm áp mà còn tạo ra cảm giác an lành và ổn định. Hãy thử sử dụng chúng trong trang phục hoặc các vật dụng cá nhân để thu hút thêm may mắn. Các con số may mắn là số 28, 39, 46 và 53. Đây sẽ là những con số may mắn giúp bạn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong tuần này. Chú ý đến những con số này, có thể chúng sẽ xuất hiện trong những cơ hội tài chính hoặc trong các quyết định công việc. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này đã đặt niềm tin vào nhau, họ kết hợp khá ăn ý, họ cùng tiết kiệm và cùng nhau xây dựng. Bình thường tuổi Tý rất hào phóng và tiêu tiền khá mạnh tay, nhưng trong kinh doanh người tuổi này rất biết tính toán. Điều này làm tuổi Kỷ Dậu tâm phục khẩu phục, vì vậy họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Sửu. Hai tuổi này đều khá thận trọng trong cách tiếp cận sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Sửu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Kỷ Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Dần. Nếu tuổi Kỷ Dậu và tuổi Dần là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt trong lĩnh vực này. Tuổi Dần đánh giá cao tuổi Kỷ Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến tuổi Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Kỷ Dậu thì vui vẻ để tuổi Dần đứng ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mão. Trong kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Mão, vì người tuổi Kỷ Dậu cho rằng người tuổi Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Kỷ Dậu sẽ là người chủ động việc công việc tại cơ quan, còn tuổi Mão thì khá thụ động và đi chịch những mong muốn của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thìn. Khi tuổi Kỷ Dậu và tuổi Thìn cùng làm ăn với nhau, hai con giáp này sẽ xây dựng một tập thể vững mạnh và liên tục phát triển. Đó là nhờ những may mắn của tuổi Thìn và sự sáng tạo, đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của tuổi Kỷ Dậu. Tuổi Thìn chính là người sẽ mang những điều bất ngờ về tiền bạc và nguồn khách hàng dồi dào đến cho công việc kinh doanh của hai người. Tuổi Kỷ Dậu sẽ là hậu phương vững chắc lập kế hoạch và quản lý tài chính. Cả hai con giáp này đều trung thực nên họ rất tin tưởng lẫn nhau và cùng lái con thuyền kinh doanh của họ tới những bến bờ của sự thịnh vượng và phát triển. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tỵ. Khi tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tỵ là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Kỷ Dậu hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tỵ đều thích những phương thức thực tế, ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Ngọ. Tuổi Kỷ Dậu có khả năng quản lý tài chính, sự thông minh vốn có khiến người tuổi Kỷ Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Kỷ Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng thì tuổi Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Kỷ Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Mùi. Hai tuổi này có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn.
tuổi Kỷ Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Mùi có thể đưa những ý tưởng sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Mùi khá may mắn, còn tuổi Kỷ Dậu khá có duyên với tiền nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh hai, hành tinh này lại khá ăn ý với nhau. Những vấn đề cơ bản trong công ty nên để tuổi Thân làm người đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp tuổi Thân thỏa mãn mong muốn được trở thành người đứng đầu và vận dụng hiệu quả sự khéo léo của mình cho công việc. Tuổi Kỷ Dậu nên quản lý bên cạnh, sử dụng đầu óc thông minh của mình vào việc quản lý tài chính và ngăn cản tuổi Thân đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Dậu. Có thể nói, nếu là đối tác kinh doanh thì hai người tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm vai trò tốt hơn hẳn những vai trò khác, bởi cùng làm việc với nhau, tuổi Kỷ Dậu có thể tận dụng những lợi thế của mình. Tuổi Kỷ Dậu vốn thực tế, kiên nhẫn và cẩn thận, bởi vậy, vấn đề tài chính trong kinh doanh của họ sẽ được đảm bảo rất tốt. Tuy tập thể chung của họ không phát triển với tốc độ lớn, vì họ vốn không ưa mạo hiểm, nhưng vì tài chính đảm bảo nên chuyện làm ăn sẽ không ngừng lớn mạnh. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Tuất kết hợp ăn ý hơn ở các lĩnh vực khác. Cả hai con giáp này đều làm việc chăm chỉ và có kỹ năng kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu cẩn thận nên rất phù hợp với lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, người tuổi Kỷ Dậu cũng ít khi tham gia vào các công việc quá mạo hiểm, tuổi Tuất thì lại là người rất đáng tin cậy, rất đáng để tuổi Kỷ Dậu đặt niềm tin. Hơn thế nữa, tài ngoại giao của tuổi Tuất sẽ giúp cho công việc kinh doanh của hai người ngày càng phát triển, vươn xa. Tuổi Kỷ Dậu với tuổi Hợi. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Dậu và tuổi Hợi sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác, bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Kỷ Dậu sẽ đảm nhiệm việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Kỷ Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này tuổi Hợi có khả năng làm tốt hơn tuổi Kỷ Dậu. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, để giúp cô bác nắm rõ hơn về những ngày cần chú ý trong tháng 10 âm lịch 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những ngày nào là cát lợi, mang lại may mắn và ngày nào cần tránh để mọi việc được thuận buồm xuôi gió hơn nhé. Dưới đây là các ngày tốt trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Dậu sinh 1969, để cô bác có thể tận dụng tiến hành những công việc quan trọng, mang lại may mắn và thành công. Ngày mùng 6, ngày 12, ngày 15 và ngày 20 tháng 10 âm lịch, chi tiết cụ thể như sau. Ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, tức ngày 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ngày này tốt cho công việc khởi dựng sự nghiệp, ngày mùng 6 là một trong những ngày cát lợi đầu tháng, rất thích hợp cho những cô bác còn đang làm việc hoặc có dự định quan trọng liên quan đến kinh doanh và đầu tư. Với những người tuổi Kỷ Dậu vẫn còn tham gia vào các dự án hay công việc, đây là thời điểm mà tinh thần sáng suốt, khả năng phân tích nhạy bén, giúp cô bác đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng hay hợp tác với đối tác mới, hãy lựa chọn ngày này để tiến hành, vì vận khí tốt sẽ mang lại nhiều thuận lợi và thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 6 cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích cô bác tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc công tác từ thiện. Đây không chỉ là cách giúp bản thân cảm thấy có ích, mà còn tạo dựng được những mối quan hệ mới, củng cố tinh thần lạc quan và vui vẻ. Tài lộc ngày này được dự báo sẽ có những tiến triển tích cực đối với những người đang đầu tư kinh doanh. Việc thu về lợi nhuận là rất khả quan, cô bác có thể cân nhắc mở rộng kinh doanh và đầu tư thêm hoặc thử sức trong các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, dù ngày này là ngày cát lợi, nhưng cô bác vẫn nên cẩn trọng, tránh quá tham vọng mà đầu tư vào những lĩnh vực không nắm chắc. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính đến từ các khoản hỗ trợ của gia đình và con cháu cũng ổn định, tuy không có biến động lớn, nhưng ngày này có thể nhận được những tin vui bất ngờ về tiền bạc từ các khoản tích lũy hoặc con cháu biếu tặng. Gia đạo trong ngày mùng 6 âm lịch. Ngày mùng 6 là thời điểm tốt để cô bác dành thời gian bên gia đình, hâm nóng tình cảm với con cháu. Những buổi sum họp gia đình vào ngày này sẽ diễn ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc.
cô bác nên tổ chức các hoạt động gia đình như bữa cơm chung hay chia sẻ những câu chuyện cũ để kết nối tình cảm thêm bền chặt. Nếu có những khúc mắc trước đó trong gia đình, đây cũng là thời điểm lý tưởng để hóa giải, giúp không khí trở nên hòa thuận, êm ấm hơn. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, cô bác vẫn cần chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xương khớp do thời tiết chuyển mùa. Một chút vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tránh căng thẳng. Tiếp theo là ngày 12 tháng 10 âm lịch, tức ngày 12 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Dần, Thìn, Dậu, Hợi. Ngày 12 rất dưỡng tài lộc, may mắn trong gia đình và sự nghiệp. Với những ai vẫn còn tham gia công việc, ngày 12 âm lịch là một ngày lý tưởng để thúc đẩy các dự án dang dở. Công việc diễn ra suôn sẻ, các trở ngại trước đây sẽ dần được tháo gỡ nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc những người có uy tín trong lĩnh vực làm việc của cô bác. Đây cũng là thời điểm thích hợp để khởi động các ý tưởng mới hoặc thử nghiệm các hướng đi mới mà trước đó còn do dự. Tài lộc. Trong ngày 12 âm lịch được coi là ngày may mắn về tài lộc, những cô bác đang kinh doanh có thể thấy tài chính tăng trưởng, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khả quan. Đặc biệt, nếu cô bác có kế hoạch mua sắm hoặc chi tiêu cho những món đồ lớn, đây là thời điểm tốt để thực hiện mà không lo gặp rủi ro tài chính. Đối với những người đang nghỉ hưu, cô bác có thể nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ con cháu hoặc có những khoản thu bất ngờ từ các nguồn tài chính cũ. Đây cũng là thời điểm cô bác nên suy nghĩ đến việc tích lũy tài chính cho các kế hoạch lâu dài hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện. Về gia đạo. Ngày 12 âm lịch là một ngày mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Đây là thời điểm thích hợp để gia đình sum họp. Cô bác có thể tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ, cùng con cháu chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện gia đình. Ngày này cũng là dịp tốt để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Về sức khỏe. Ngày 12 âm lịch, sức khỏe của cô bác khá ổn định. Tuy nhiên, nên chú ý đến việc giữ ấm cơ thể vào những ngày lạnh, đặc biệt là về đêm. Cô bác cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào chế độ dinh dưỡng, tránh các thực phẩm có hại cho sức khỏe. Thể dục thể thao vừa phải sẽ giúp cô bác cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức ngày 15 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất. Ngày này tốt cho công việc và gia đình. Về sự nghiệp. Ngày 15 âm lịch là một ngày thuận lợi cho những ai đang làm việc hoặc có dự định khởi sự công việc mới. Đây là thời điểm mà cô bác có thể bắt đầu những dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp. Nếu có vấn đề nào cần giải quyết, hãy sử dụng ngày này để hành động, vì mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn so với những ngày khác. Về tài lộc. Tài lộc trong ngày 15 âm lịch khá ổn định, đặc biệt đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư. Đây là thời điểm tốt để kiểm soát các nguồn tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại và có thể quyết định mở rộng thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư lớn. Về gia đạo. Ngày 15 âm lịch là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Cô bác có thể tận dụng ngày này để tạo thêm sự kết nối với con cháu hoặc tổ chức những hoạt động chung để gia đình thêm phần gần gũi. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ trước đây trong gia đình, hãy dùng ngày này để hòa giải, giúp mọi việc êm ấm và gia đình hạnh phúc hơn. Về sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này cần được chú ý, đặc biệt đối với những ai có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc huyết áp. Thời tiết thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định, vì vậy, cô bác cần lưu ý chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày 20 tháng 10 âm lịch, ngày này dưỡng tài lộc và gia đạo. Về sự nghiệp. Đối với những người vẫn còn tham gia công việc, ngày 20 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để giải quyết các công việc quan trọng hoặc tiến hành các dự án lớn. Cô bác sẽ có cơ hội được hỗ trợ bởi những người có uy tín và những nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tận dụng thời gian này để tiến hành các công việc cần sự tập trung và đầu tư lớn. Về tài lộc. Ngày 20 âm lịch là ngày dưỡng tài lộc, sẽ rất phù hợp cho việc kinh doanh đầu tư. Những cô bác đang có kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này. Cơ hội sinh lời là rất cao, các khoản đầu tư mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định mạo hiểm. Về gia đạo. Ngày 20 là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Những buổi sum họp,
Trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình sẽ mang lại không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, cô bác nên dành thời gian để tổ chức các hoạt động gia đình như ăn uống, du lịch ngắn ngày để tạo thêm sự gắn kết với con cháu. Về sức khỏe, trong ngày này, sức khỏe của cô bác tương đối tốt, nhưng cần lưu ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt là giảm thiểu các thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa. Vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cô bác cảm thấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Dưới đây là ngày xấu trong tháng 10 âm lịch 2024 mà tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 cần thận trọng. Đó là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch, ngày xấu, cần cẩn trọng về tài lộc và sức khỏe về sự nghiệp. Vào ngày mùng 3 âm lịch, những cô bác tuổi Kỷ Dậu còn đang làm việc hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh cần đặc biệt thận trọng. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa ra các quyết định quan trọng. Mọi việc có thể gặp trắc trở, khó khăn không lường trước, dẫn đến kết quả không như mong muốn. Nếu cô bác đang quản lý các dự án, thì nên tránh khởi sự hoặc đưa ra các kế hoạch mới trong ngày này, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ với đối tác. Thương thảo hợp đồng cũng cần hoãn lại nếu có thể, vì vận khí của ngày này không ủng hộ cho sự thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 3 âm lịch có thể mang lại cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Những kế hoạch cá nhân như đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những sự cố nhỏ hoặc bất tiện không mong muốn. Về tài lộc, tài lộc trong ngày mùng 3 âm lịch không được thuận lợi. Cô bác cần cẩn trọng trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Những ai đang đầu tư kinh doanh nên tránh đưa ra quyết định mở rộng hay đầu tư lớn, bởi trong ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các vấn đề phát sinh ngoài dự tính. Nếu cô bác đang có kế hoạch mua sắm hay đầu tư lớn thì nên hoãn lại sang những ngày tốt hơn để tránh gặp rủi ro không đáng có. Với những người đang nghỉ hưu thì ngày này có thể gặp phải những khoản chi tiêu không mong muốn hoặc bị ảnh hưởng bởi các khoản phí phát sinh từ con cháu. Cô bác nên chú ý giữ vững lập trường, tránh bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh khiến tình hình tài chính gặp khó khăn. Về gia đạo, trong ngày mùng 3 âm lịch có thể không mang lại bầu không khí vui vẻ như mong đợi. Các thành viên trong gia đình có thể dễ xảy ra những xung đột và hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô bác với con cháu có thể gặp một số vấn đề nhỏ do sự khác biệt về quan điểm sống, thế hệ. Đây không phải là ngày tốt để bàn luận về những chuyện quan trọng trong gia đình. Những quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tạo ra mâu thuẫn. Cô bác nên giữ bình tĩnh, lắng nghe và giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để tránh gia tăng căng thẳng. Về sức khỏe, ngày mùng 3 âm lịch sức khỏe của cô bác cần được chú ý. Đặc biệt đây là thời điểm dễ gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc các bệnh về xương khớp do thời tiết thay đổi. Cô bác cần chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn những thức ăn lạ hoặc khó tiêu. Việc nghỉ ngơi đầy đủ và giữ gìn thân thể ấm áp cũng rất quan trọng để tránh những cơn đau khớp hoặc cảm lạnh. Ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Quý Dậu, hắc đạo trực bế, không nên làm những việc quan trọng. Ngày mùng âm lịch là ngày đại kỵ, rất dễ gặp khó khăn trong mọi việc. Về sự nghiệp, ngày mùng 5 âm lịch là ngày có vận khí rất xấu, do đó những cô bác tuổi Kỷ Dậu còn đang làm việc cần tránh tiến hành các công việc lớn, đặc biệt là những công việc liên quan đến tài chính, hợp đồng, dễ có khả năng gặp phải những sai sót hoặc những tình huống không mong đợi, gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bắt buộc phải làm việc. Cô bác nên hết sức cẩn trọng, rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh sai lầm. Đây cũng không phải là thời điểm phù hợp để khởi động các dự án mới hoặc hợp tác với đối tác mới. Về tài lộc, ngày mùng 5 âm lịch là ngày xấu về tài lộc. Cô bác cần tránh chi tiêu lớn hoặc thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng. Nếu có kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh, hãy tạm hoãn hoặc cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các sự cố liên quan đến tiền bạc. Đặc biệt, cần tránh vay mượn hoặc cho vay tiền trong ngày này để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể không ổn định, các khoản thu nhập từ con cháu hoặc trợ cấp có thể gặp chút trục trặc, gây ra tình trạng tạm thời thiếu hụt tài chính. Đây là lúc cô bác cần quản lý tài chính một cách cẩn trọng hơn để tránh các rủi ro không mong muốn. Về gia đạo, ngày mùng 5 âm lịch có thể mang lại không khí căng thẳng trong gia đình. Cô bác có thể gặp phải những xung đột nhỏ với con cháu do sự khác biệt trong quan điểm sống hoặc những bất đồng về việc chăm sóc, nuôi dạy thế hệ sau. Nếu không khéo léo xử lý,
những mâu thuẫn này có thể leo thang và gây ra những tổn thương tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Do đó, cô bác cần giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu, tránh nóng giận hoặc áp đặt quan điểm cá nhân lên con cháu. Về sức khỏe, ngày này, sức khỏe của cô bác tuổi Kỷ Dậu cũng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao, cần tránh làm việc căng thẳng hoặc quá sức. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa kịp thời những vấn đề tiềm ẩn. Ngày 11 tháng 10 âm lịch, tức ngày 11 tháng 10 năm 2024 dương lịch, ngày Kỷ Mão, hắc đạo trực định, không may mắn để làm những việc quan trọng. Ngày 11 âm lịch là ngày xấu, hãy cẩn thận trong mọi quyết định. Về sự nghiệp, đối với những cô bác tuổi Kỷ Dậu vẫn đang làm việc, thì ngày 11 âm lịch là ngày mà mọi quyết định cần phải thận trọng. Công việc có thể gặp phải những trở ngại không lường trước được hoặc bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, gây ra sự chậm trễ, sai sót. Cô bác nên tránh ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định quan trọng trong ngày này, vì có thể gặp phải các rủi ro về pháp lý hoặc tài chính. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp hơn, thay vì tiến hành các bước đột phá. Về tài lộc, tài lộc trong ngày này không thuận lợi. Những cô bác đang kinh doanh nên thận trọng với các quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh, vì ngày 11 âm lịch có thể mang lại những rủi ro về tiền bạc, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà cô bác chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu có thể, nên tạm dừng các hoạt động đầu tư lớn và dành thời gian để tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Về gia đạo, ngày 11 âm lịch cũng là ngày dễ xảy ra những xung đột nhỏ giữa các thành viên. Những mối quan hệ giữa cô bác và con cháu có thể gặp chút trắc trở do sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Đây là thời điểm mà sự nhẫn nhịn và thấu hiểu sẽ giúp duy trì hòa khí trong gia đình. Nếu có thể, cô bác nên tránh thảo luận các vấn đề quan trọng, thay vào đó, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác trong ngày 11 âm lịch có thể không ổn định, đặc biệt là đối với những ai có tiền sử bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc huyết áp. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tránh các món ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn cay nóng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cô bác trong giai đoạn này. Đồng thời, cô bác cần chú ý đến giấc ngủ, tránh thức khuya và giữ cho tinh thần thoải mái. Ngày 23 tháng 10 âm lịch là ngày xấu, tức ngày 23 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Tân Mão, hắc đạo trực định, không thuận lợi để thực hiện những dự định quan trọng. Dễ gặp khó khăn về sự nghiệp và sức khỏe. Về sự nghiệp, ngày 23 âm lịch là một ngày mà cô bác tuổi Kỷ Dậu cần cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến công việc. Những cô bác vẫn đang tham gia công việc có thể gặp phải khó khăn và trở ngại không mong muốn, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Đây không phải là thời điểm tốt để tiến hành những cuộc họp quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Cô bác nên hạn chế các quyết định mang tính chất bước ngoặt và tìm cách hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu cảm thấy bối rối hoặc thiếu tự tin trong công việc, hãy tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để có thêm góc nhìn và hướng giải quyết. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, ngày này có thể mang lại cảm giác bức bối hoặc thiếu hài lòng với những hoạt động hiện tại. Có thể sẽ xuất hiện những sự cố trong việc quản lý tài chính cá nhân hoặc dự án mà cô bác đang tham gia. Lời khuyên dành cho các cô bác là nên giữ tinh thần lạc quan và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, tránh để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Về tài lộc, ngày 23 âm lịch tài lộc không được thuận lợi, cô bác cần chú ý hơn trong việc quản lý tài chính, tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư không chắc chắn. Ngày này không thích hợp cho các quyết định tài chính quan trọng, bởi rất dễ xảy ra rủi ro hoặc những mất mát không đáng có. Nếu có những khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc, cô bác nên kiểm tra kỹ lưỡng và đừng để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể gặp khó khăn, các khoản trợ cấp hoặc nguồn thu nhập từ con cháu có thể không ổn định. Lời khuyên là cô bác lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh xa những cám dỗ mua sắm không cần thiết trong giai đoạn này. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và kiểm soát tài chính là chìa khóa để vượt qua những khó khăn này. Về gia đạo, ngày 23 âm lịch cũng có thể gây ra những căng thẳng trong gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ có thể xảy ra giữa các thành viên, đặc biệt là giữa cô bác với con cháu. Những bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy và chăm sóc có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Do đó, cô bác cần tránh đưa ra những lời chỉ trích hoặc áp đặt quan điểm của mình,
Thay vào đó, hãy khuyến khích việc lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu có thể, hãy dành thời gian thư giãn cùng gia đình, tham gia các hoạt động chung để cải thiện bầu không khí trong gia đình. Những buổi trò chuyện cởi mở, chân thành có thể giúp xoa dịu những căng thẳng, tạo nên sự gần gũi và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác tuổi Kỷ Dậu cần được chú ý trong ngày này. Đây có thể là ngày dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý như căng thẳng, lo âu. Những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cũng nên cẩn trọng vì dễ xảy ra tình trạng căng thẳng, làm tăng huyết áp. Hãy nhớ rằng, việc giữ tinh thần thoải mái, lạc quan là rất quan trọng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra, cô bác nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần thoải mái hơn. Quý cô bác tuổi Kỷ Dậu sinh 1969 thân mến, bên cạnh việc biết trước được những ngày tốt xấu trong tháng 10 âm lịch 2024, cô bác cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý cô bác trong tháng 10 âm lịch. Cô bác hãy cùng theo dõi ngay những dấu hiệu tâm linh cảnh báo xấu cho con giáp tuổi Kỷ Dậu sinh 1969. Các cô bác đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó cần phải tinh tế và nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, tài vận, gia đạo và sức khỏe, mà còn có thể là những thông điệp từ vũ trụ nhắc nhở các cô bác cần phải chú ý và điều chỉnh cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.